Dù mình mở nước ở đây thì trên đây nó sẽ vô coi nè em, đẹp quá anh em. Ra mày, nhà này mới làm xong, lau dọn sạch sẽ lắm anh em, nên mình để dép ở ngoài cứ là bóng láng luôn, không có miếng bụi luôn em, quá đẹp luôn. Nhà làm sàn gỗ, ốp gỗ rất... Wow, đẹp quá, mình lấy tivi. Để dép ra, tao bánh nó ngu mà nó được cái nghe lời anh em. Đúng rồi đó, tháo dép ra, mình để ở ngoài. Vừa bước vô nhà, nhìn qua bên tay phải anh em, công tắc điện và cái cầu dao điện anh em. Khi mình dở lên vậy là mình có thể gạt cầu dao lên xuống để cúp điện anh em. Bây giờ mình đóng lại thôi. Ủa cái này là cái gì quay lay tivi? Này là quầy để rượu, có mấy tủ kính để chân rượu này nọ anh em. Nhà này mới rất là sạch sẽ anh em, chân nút lay bạc, nút lay vàng này nọ các kiểu nha anh em. Dép này của ai? Dép tao. Nhà gì không có ghế ngồi mày? Vừa nói có người giao ghế rồi anh em. Cái này cái gì anh? Cái bồ bàn sofa em. Hai bảy số phụ có để anh làm mình vậy? Thủ gì? Thủ gì mày? Thì thấy cái nào giác cái đó. Đúng rồi, quá tốt. Ai cũng giác cái ghế của mình này giác bình bông mà anh em. Rồi kệ, đem vô đây để đi để... Nghiệp quật là có thiệt nha anh em. Ủa sao người ta bọc kiến mày? Mày ngu quá, dựng chuyện vậy nó mới không bị dơ. Rồi ngồi đi Dung. Thử rồi. Ê quá mày ơi. Nằm coi tivi nè. Ví dụ tivi để đây thì cái ghế sofa này xoay ra, xoay ra giùm cái. Hai tụi bay, tính này vô tường cho đẹp coi. Trời nặng, nặng anh em. Mấy hai người khinh mới được anh em. Ê mày không lấy tivi. Tụi mình lùi xuống xíu là bếp anh em. Và đây là cái trần nhà rất là đẹp luôn anh em. Đây là cái toilet nè. Đây là cái quầy rượu. Ở dưới quầy rượu chúng ta có đồ để rượu, đồ để thức ăn, đồ để... Mày có gì trong đây? Mày núp. Có điện thoại chứ vậy đâu. Bếp mới rồi mà có như là nhiều tủ. Cái này nói chung được gì cũng được anh em. Bàn bếp thì có cái tủ rất là tiện lợi anh em. Điện đồ trong đây không phải một cái mà là hai cái luôn. Này để tượng trưng thôi anh em. Dạ bên đây cũng có thêm vài cái tủ nữa anh em. Trần nhà làm khá là đẹp luôn anh em, bằng gỗ rất lạ. Mà tụi mình tiếp tục lên cầu thang anh em. Cầu thang này wow, thợ người ta làm cái này trang trí rất là đẹp luôn anh em. Cắm từ cái bông giả lên cho nó đẹp nè anh em. Mà cái này nó dễ bị xúc lắm nha anh em, nên mình không dám đụng mạnh vô, mình chỉ nhìn thôi nha anh em. Tiếp tục mình lên lầu 1 anh em. Cái đèn này quá ư là đẹp. Đây là cái bàn ngủ đó. Lộn, cái phòng ngủ. Còn đây là cái bàn thờ hả? Đây là cái phòng ngủ đầu tiên anh em. Đây á, mình có thể có sân thượng để mình nhìn ra ngoài luôn. Cảm ghét. Mà ở ngoài trời nó đang mưa. Rất là mát anh em. Trời đang mưa, đóng cửa lại. Hên quá anh em, tôi núp lên tụi nó không thấy. Thấy không, tụi nó thấy là... Anh em ơi, bây giờ mình review tới toilet nha anh em. Toilet có vòi sen rất là đặc biệt. Để tụi mình review cho anh em xem. Dù mình mở nước ở đây, thì trên đây nó sẽ... Trời gì kỹ nữa. Không biết sao nữa anh em. Mày né ra đi, mày né ra đi. Để nó sạch nữa là chết. Anh em ơi, dù mình mở ra nó sẽ sạch tới đây anh em. Thôi mày né qua đây đứng đi, đó nguy hiểm lắm. Coi như không liên quan gì bên đây nha. Anh em ơi, cái vòi sen này nó hơi phức tạp nên anh tôi nó sợ nên nó đứng bên kia rồi anh em. Ủa sao mình mở rồi mình nghe tiếng nước rồi mà. Anh em ơi, tiếp theo mình sẽ review cái phòng này, cái phòng chơi game này. Sau đó mình sẽ phải review những phòng khác vui hơn nha anh em. Mà trước tiên mình phải review phòng này trước đã. Mời, cái phòng này sẽ để rất nhiều máy game và có wifi này nọ, đồ đủ tiện nghi luôn anh em. Đu, cho tao vô chơi với. Anh em.
Mà mày biết chơi game không? Biết nhiều. Ok vậy được vô. Cho tao vô với đây đi. Mà mày biết chơi không? Không. Cái thời đại này mày lên mạng không chơi game chứ mày làm gì? Coi phim giáo dục giới tính. Mày cho tao vô với. Mày phải biết chơi game mới được. Ok, để tao chỉ mày chơi game. Ok anh em cho tụi mình vài phút để tụi mình chỉ gặp anh. Chơi game này nha anh em. Mày thích chơi game loại gì? Xếp hình. Tối ngày mày bày bảo mày hả? Vậy kinh doanh đi. Tao có game kinh doanh này hay lắm mà. Là gì? Đầu tiên mày tải game Idol Ka Tycoon. Chỉ cần click một cái là tải được rồi. Xong rồi nè. Tải xong là mày thành ông chủ tìm cửa xe rồi đó. Bây giờ mày vô, mày gửi xe. Cách chơi sao mày? Để xe tự động á, nó chạy vô tìm cửa xe để nó đổ xăng. Rồi nó chạy vô chỗ đổ xăng để nó rửa xe. Thì sẽ được thu tự động. Mày khỏi cần làm gì hết. Mày nói gì vậy kia? Thôi mày ơi, thằng nó nói gói quá, để tao nói cho. Nó nói lộn á, ý là tìm cửa xe chỉ để gửi xe thôi, tìm đổ xăng là đổ xăng, mày hiểu không? Rồi để tao nói tiếp cho mày nghe. Có tiền mày có thể nâng cấp và trang bị thêm cho tiệm đổ xăng và gửi xe, để tiệm gửi xe nó có thể đổ xăng và tiệm đổ xăng nó có thể gửi xe. Tao mày hài não tao. Nói giỡn với mày thôi. Khi mà mày đủ tiền, mày có thể nâng cấp trang bị thêm cho tiệm gửi xe và đổ xăng của mày. Mày có thêm nhiều tiền để mày nâng cấp tiền gửi xe. Trò chơi rất là đơn giản, ai cũng có thể chơi được. Nhưng mà có thể rèn luyện khả năng tư duy, đầu tư kinh doanh. Tao được gần 2 triệu rồi. Tiệm rửa xe của mày đựng được mấy chiếc? 1-2 chiếc vậy á. Thằng cù bắp, tiệm rửa xe của tao đựng được 3-4 chiếc luôn nè con. Cái game in-house này á, tao là hạng nhất rồi. Thầy này nó láo quá anh em. Ba ngày rồi, mày tiệm mày sao rồi két? Có nhiều đâu, tiệm 30 chiếc à. Đủ. Tụi bay nhiêu chiếc rồi, mấy thằng nớp. Tụi tao hết lắm mày ơi, hôm bữa giờ tụi tao cày rất là nhiều ngày tháng. Hôm nay tiệm của xe tao có... để được có mấy ngàn chiếc à. Dạ anh em đừng quên tải game được trải nghiệm, link dưới phần mô tả. Ở dưới nhà nóng quá anh em, tụi mình lên lầu để cho đỡ nóng đã. Nhà mới hầm quá anh em. Mà bật máy lạnh, kiếm remote bật máy lạnh đi. Không có remote. Giờ sao ta? Đéo lên gì anh? Không lên luôn anh em, nút bấm cho nó không được rồi. Tụi mình nóng quá anh em, thở không nổi nữa. Tao mới là thở không nổi nè. Bật máy lạnh đi lên TV. Khổ quá anh em, không có cái remote, phải bấm bằng tay. Mà sao nó không lên ta? Thật quá. Khùng mày, chưa vào cầu dao nè. Anh em ơi, tụi mình tiếp tục lên lầu 2 để coi cái phòng này. Và cái phòng này thì nó không có giường thôi, nhưng mà nó vẫn như cái phòng hồi nãy ở dưới anh em. Mình lên tới lầu thứ 3 anh em. Đây là một thêm cái phòng nữa, mà nó tích tụ nước kìa anh em, như cái hồ bơi vậy á. Vậy thì mày bơi đi. Anh em ơi, này không có thoát nước hả? Nó chảy xuống nhà luôn rồi anh em. Cái lỗ thoát nước cao luôn rồi. Bị nghẹt hay gì á? Chưa có mở hả? À hên quá, có anh tôi mở. Chứ tụi tôi mà không qua đây review á là anh em ngủ một giấc cái mai dậy nguyên nhà ngập luôn. Ta đóng cửa lại bơi ha. Đã quá anh em. Anh em ơi xin thử mình, và mỗi buổi sáng á, tụi mình có thể nhìn qua nhà hàng xóm, nếu mà có gái thì càng tốt. Hai này thì chắc chỉ nó chỉ địa trai thôi, chứ nó không địa gái đâu anh em. Sau khi mình tháo cái này nè anh em, thì bắt đầu nó chảy nước xuống rồi, chứ không để cái này là nó ngập lên thành cái hồ bơi luôn anh em. Đang chảy nước xuống nè anh em. Mày làm gì vậy? Ok anh em, vậy là anh tôi đi vệ sinh rồi anh em. Tôi với Ngọc Anh này xuống đây nãy giờ nó đi toilet lâu quá. Tôi review cái sân thượng, nó đi toilet rồi anh em. Anh em ơi trời vẫn còn mưa anh em. Còn anh mày ra ngoài mày test đi. Gì? Xưa mày ơi, mày định trả thù tao hả? Tao ra mày đóng cửa khóa hay gì? Có đâu mày ơi, mày tin người á. Mày không tin anh em hả? Nè, đưa mày chìa khóa luôn. Tao mà khóa cửa lại á là mày có chìa khóa mà mở ra. Ừ ok. Đó, ví dụ á mình mỗi ngày mình có thể ra ngoài anh em, ngắm bình minh uống cà phê nọ các kiểu. Anh em ơi, chiêu cũ vẫn xài được anh em. Chơi kỳ vậy mày. Vẫn có cái cửa cuốn nha anh em. Nó xuống nè. Khát nước quá, có nước không uống miếng rồi. Ủa nãy vậy là nó đi chảy á anh em, nó mất nước á. Nhà gì cũng có cái bình nước nữa. Thôi, nước hiệu gì ngon rồi. Ngon. Lợ gì lạ ghê vậy á. Vô coi anh em, đẹp quá anh em. Cảm ơn anh em đã xem tới đây. Anh em nào thích game, tải game dưới phần mô tả nha anh em.
Thì tải game dưới phần mô tả nha anh em. Thì tải game dưới phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ like, comment cảm nghĩ của mình đã trước khi tải.